Em xin chào các anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ chia sẻ các anh chị cái cách để các anh chị có liếm cái đồng co mà các anh chị đã khai thác được từ cái ứng dụng khai thác cái đồng co này về cái ví MetaMask mà các anh chị đã liên kết trước đấy nhá. Thì đầu tiên các anh chị vào cho em cái mục của tôi ở đây. Các anh chị vào cái mục này. Các anh chị vào cái co nhá. Đấy thì có một số anh chị thì thấy cái trạng thái như thế này thì các anh chị tưởng là cái tài sản của mình đã bị hack, nhưng mà thực tế thì không phải nhá. Cái tài khoản nào mà nó bảo cái như thế này thì cái nói chung là các anh chị sẽ claim về được, chứ không phải là cái tài khoản của các anh chị đã bị hack đâu nhá, nên các anh chị yên tâm nhá. Khi các anh chị nhìn thấy như thế này thì các anh chị vào cái ví MetaMask, các anh chị thực hiện claim cái đồng co này về như bây giờ em sẽ chia sẻ nhé. Các anh chị mở cái ví MetaMask của các anh chị lên nhá, và các anh chị lưu ý cho em là các anh chị phải thêm cái mạng có trên mainnet này thì các anh chị mới thực hiện cái yêu cầu claim cái đồng co này về ví được nhá. Và cái địa chỉ ví nào mà đã được bên dự án gửi cho các anh chị là 0.1 cái đồng co này này, 0.1 cái đồng co ở cái mạng chính nhá, thì các anh chị sẽ đủ cái điều kiện để các anh chị claim cái đồng co này về. Cái ví của anh chị nào mà chưa thêm cái mạng có trên mainnet này thì các anh chị có thể xem lại cái video để các anh chị thêm cái mạng này vào nhá. Và các anh chị lưu ý cho em là khi các anh chị thêm cái địa chỉ ví để các anh chị rút có về đấy, các anh chị thêm cái địa chỉ ví nào thì bây giờ các anh chị vào cái ví đó các anh chị làm nhá. Rồi bây giờ các anh chị vào cho em cái dấu ba gạch ở đây, các anh chị vào cái mục trình duyệt ở đây. Các anh chị vào cho em cái hình ô vuông ở đây nhé. Các anh chị chọn vào cái dấu cộng ở đây này. Mục đó để các anh chị mở cái trang trình duyệt mới đấy. Bây giờ thì các anh chị vào cái thanh tìm kiếm này nhé. Các anh chị gọi cho em cái dòng chữ là có giao .org, sau đó các anh chị nhấn vào đi nhá. Trước khi các anh chị thực hiện thì các anh chị nhớ chuyển sang cái mạng có trên mainnet nhá, nhớ nhá. Rồi bây giờ các anh chị click vào cho em cái dòng accept on cookie ở đây đấy. Rồi bây giờ tiếp tục các anh chị click vào cái mục AirDrop ở đây, AirDrop ở đây nhá. Rồi ở đây thì nó sẽ tự động hiển thị cái nhận dạng cái quốc gia của chúng ta là Việt Nam. Còn nếu mà cái tài khoản của anh chị nào mà không được nhận quốc gia Việt Nam thì các anh chị có thể click vào cái dấu mũi tên ở đây, các anh chị tìm đến Việt Nam nhá. Rồi các anh chị nhấn vào cái chữ confirm ở đây. Đấy, tiếp tục thì các anh chị click vào cái chữ ví MetaMask ở đây này, các anh chị click vào. Thì cái chữ connect ở đây nó mới sáng lên nhá. Đấy, các anh chị click vào. Đấy. Các anh chị nhấn vào connect. Rồi, các anh chị kết nối nhá. Đấy thì ở đây nó sẽ hiển thị cái tài sản của các anh chị, tổng của các anh chị có là cái số có ở đấy nhá, và cái số có mà các anh chị có thể claim về là ở đây. Rồi bây giờ các anh chị nhấn vào cái chữ claim để các anh chị claim về. Rồi các anh chị sẽ mất một ít phí rá nhá. Cái phí rá này thì hôm qua bên dự án đã chuyển cho mỗi người là 0.1 có đấy. Cái vị nào mà đủ điều kiện thì bên dự án sẽ chuyển 0.1 có nhé. Rồi các anh chị kéo lên, các anh chị vuốt lên một chút xíu nhé. Sau đó các anh chị nhấn vào cái chữ xác nhận ở đây. Rồi các anh chị đợi một chút xíu. Rồi bây giờ các anh chị click vào cái dấu ba chấm ở đây.
Nó bảo giao dịch hoàn tất rồi nhá. Các anh chị click vào ba gạch ở đây. Các anh chị click vào cái mục ví. Đây thì số có các anh chị claim về là đã ở đây rồi nhá. Và cái giá hiện tại đó là 1.8 có là được 8.87 đô nhá. Cái số có này thì các anh chị có thể chuyển lên các sàn để các anh chị bán nhá. Hiện tại cái giá thì tầm dao động từ 4 đến 5 đô một trên một có đấy các anh chị. Nếu anh chị nào mà muốn bán thì các anh chị có thể chuyển lên sàn để bán, hoặc là các anh chị có thể hấu nhá. Và bây giờ thì em sẽ chia sẻ sơ qua để có một số anh chị không biết cách để các anh chị chuyển có lên sàn để các anh chị bán đấy. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ để các anh chị tham khảo nhá. Ở đây thì các anh chị click vào cái nụ cười ở đây nhá. Đấy, bây giờ các anh chị muốn lấy cái địa chỉ để các anh chị chuyển cái đồng co. Thì các anh chị muốn chuyển sang cái sàn nào thì các anh chị lên cái sàn đó nhá. Hiện tại thì đã có rất nhiều sàn đã list cái đồng co này rồi. Anh chị nào mà thích cái sàn nào thì các anh chị có thể đăng ký cái sàn đó nhá. Chẳng hạn như cái sàn Huobi, sàn Met, sàn Bybit vân vân nhá. Ở đây thì em sẽ demo ở trên cái sàn Met. Anh chị nào mà chưa đăng ký một trong những cái sàn này thì cái đường link em sẽ để ở bên dưới cái phần mô tả video để các anh chị click vào để các anh chị đăng ký cho mình một cái tài khoản sàn để các anh chị bán cái đồng co này nhá. Các anh chị vào cho em cái mục ví ở đây. Sau đó các anh chị vào cái mục tìm kiếm ở đây. Các anh chị click vào. Đấy, các anh chị gọi cho em chữ có nhá. Đấy. Sau đó các anh chị click vào ở đây. Các anh chị nhấn vào cái chữ nạp ở đây. Rồi, ở đây thì nó sẽ có một cái màn làm bằng có thôi nhá. Nên các anh chị yên tâm, các anh chị click vào cái chữ có ở đây. Đấy, sau đó các anh chị nhấn vào cái chữ nhấp để tạo địa chỉ. Nếu là lần đầu tiên các anh chị tạo cái địa chỉ thì nó sẽ có cái mục này nhá. Các anh chị nhấn vào. Đấy, sau đó các anh chị sao chép cái địa chỉ này. Các anh chị quay trở lại. Các anh chị dán cái địa chỉ đó vào đây. Đấy, sau đó các anh chị thực hiện tiếp tục nhá. Rồi các anh chị muốn gửi bao nhiêu co thì các anh chị nhập cái số lượng co đó vào đây. Hoặc là các anh chị có thể chọn dung tối đa này. Đấy, như thế cũng được nhá. Sau đó các anh chị nhấn vào cái chữ tiếp. Ở đây thì khi các anh chị chuyển thì sẽ mất một chút phí ra nhá. Và cái phí ra này thì bên dạng cũng đã gửi cho các anh chị rồi đấy. Ở đây thì em sẽ demo như thế thôi nha. Còn các anh chị nhấn vào cái chữ gửi là nói chung là ok rồi đấy. Cái giá hiện tại lúc em đang quay video là 4.875 trên một cái đồng co nhá. Đấy. Anh chị nào mà muốn bán thì các anh chị có thể gửi lên sàn để các anh chị bán, hoặc là các anh chị có thể mua thêm cái đồng này để các anh chị trữ nhá. Tùy ý các anh chị. Rồi như thế là em đã chia sẻ đến các anh chị cái cách để các anh chị có liếm cái đồng co này về vị rồi, cũng như cái cách để các anh chị chuyển cái đồng co này lên sàn để các anh chị bán rồi nhá. Bây giờ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi hết cái video của em. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo nhé.